Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa cho lớp bóng. Bài hôm nay chúng ta sẽ giải là bài ôn tập về các phép tính với số tự nhiên, trang 162. Bài số 1 đặc tính được tính. Rồi, một bài. Bài đây ha. 6, 1, 9, 5 cộng cho 2, 7, 8, 5 5 cộng 5 là 10. Không ta nhớ 1. 9 cộng 1 là 10. 10 với 8 là 18. 8 nhớ 1. 7 với 1 là 8, 1 là 9. 6, 2, 8. Rồi, qua đây. 4, 7, 8, 3, 6. 5, 4, 0, 9. Chín ta cộng cho 6 là 15, biết 5 ta nhớ 1. 4, 8, 4, 12, biết 2 ta nhớ 1. 7, biết 5, 12, 13, biết 3 ta nhớ 1. 5. Rồi, bài này chỗ này. Một, không, năm, chín, hai, bảy, chín, bốn, ba, tám. Hai, tám, mười, không nhớ một. Chín, một, mười, với ba là mười ba, với ba là nhớ một. Năm, bốn, chín, một, mười, không nhớ một. Mười, không nhớ một. 7, 8 mới lại 9. Bài B. Năm, 3, 4, 2 trừ cho 4, 1, 8, 5 12 ra từ 5 cộng 7. 7 trả 1. 8 1 9. 14 ta 14 ta trừ 9 là được 5. 5 trả 1. 1 với lại 1 là 2, 3 trừ 2 cộng 1. 5 ta trừ 4 cộng 1. Rồi tiếp theo bài hai chín không bốn một trừ cho năm chín tám bảy một ta trừ bảy thì ta lấy 11, 11 ta trừ bảy là được 4, 4 trả 1. 8 và 1 là 9, 14 ta trừ cho 9 là còn 5. 5 trả 1. 10 bằng 0. 0 ta trả 1. 5 1 6, 9 ta trừ 6 cùng 3. 2. Rồi bài cuối. 8 0 2 0 0 trừ cho 1 9 1 9 4. Mười ta trừ 4 còn 6. 6 trả 1.
không trả một, không. 10 trừ 9 còn 1, 8 trừ 2 còn 6. Bài số 2 tìm x. Đây là một cái số hạng, đây là dấu cộng, thì cái số hạng tổng, đây là số hạng chưa biết, đây là số hạng đã biết, đây là tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng là 480 trừ cho 1, 2, 6 bằng 401, 3 còn 5, 3. Bài bên này là dấu trừ, dấu trừ đây là số bị trừ, số trừ đây là hiệu. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu 435, ta cộng với lại 209 bằng 9 với lại 5, 14 với 4 thành như 1, 4, 6. Bài số 3, viết chữ số hoặc số thích hợp vào chỗ chấm. A cộng B là bằng B cộng A, đây là gọi là kính tính chất giao hoán. A ta trừ cho 0 là bằng A. A cộng B cộng C, như vậy là A cộng B trước rồi cộng C, hoặc là B ta cộng C trước ta cộng A, đây gọi là tính chất kết hợp. A ta cộng 0 là bằng A. À, cái này phải A ta cộng 0 là bằng 0 cộng A. À, bằng A. Đây gọi là cái tính chất giao hoán ha. Còn này là gì? A ta trừ A bằng 0. Tiếp tục chúng ta qua bài số 4. Bài số 4 tính bằng cách thuận tiện nhất. Câu A. Chúng ta có 3 con số này cộng nhau. Chúng ta xem con số tận cùng này. Số tận cùng là số 8, số 9 và số 1. Như vậy ta lấy con số 9 ta cộng với 1 ra là 10, như vậy là trồng. Như vậy hai con số này ta cộng trước rồi sau đó ta cộng con số này. Rồi. Bài số 4. Câu A. Nghĩa là 1, 2, 6, 8 cộng 9, 19 cộng cho 5 lại 1. Và hai con số này chúng ta thấy trồng, chúng ta cộng trước được bằng. Vậy là 1, 2, 6, 8 chúng ta ghi lại này, cộng cho hai cái này cộng nhau được. Vậy là 99 ta cộng 1 là bằng 100, 100 ta cộng với lại 5 là bằng 600. Hai cái này cộng lại là bằng 600. 600 ta cộng với này là bằng bao nhiêu? Vậy là bằng 1868. Tiếp theo 7745 cộng với lại 268 cộng với lại 732. Rồi hai cái này chúng ta thấy là cộng trồng nó cộng trước. Giờ 745 chúng ta ghi lại, cộng cho hai này cộng lại. 82 là 10 không nhớ 1, 639 với 1 10 không nhớ 1, 7 bớ lại 2 là 9, 9 1 10 bằng 1000 cộng với này là bằng 1745. Câu tiếp theo 1295 cộng với là 105 cộng với là 1460. Như vậy chúng ta thấy cái này với này cộng lại tròn nhau. Cộng trước bằng
5 cộng 5 là 10 không nhớ, nhớ 1. 9 1 10 không, nhớ 1. 2 4 1 4 cộng với lại là 1 4 6 0 bằng bằng 0 6 8 và 2. Tiếp tục qua câu B. 1 6 8 cộng cho 2 0 8 0 cộng cho 32. Như vậy chúng ta sắp xếp lại, chúng ta thấy là con 8 với con 2 cộng nhau này ha. Con 8 ta cộng con 2 này. 1 6 8 ta cộng với là 32. Ta cộng với 2 0 8 0. 2 này ta cộng neo trước. Bạn này bao nhiêu đây? 8 2 10 không nhớ 1. 6 3 9 10 không nhớ 1 200. Ta cộng với 2008 không bằng, như vậy là bằng 2280. Và tiếp theo 8794 136 8794 136 bằng, giờ là 7 với lại 13 ha. 87 này cộng 13 này cộng 94 này cộng 6 này, hai này cộng trước, hai cái này cộng luôn bằng 87 13 7 3 10 không nhớ 1 82 10 100 cộng với cái này là 94 94 cộng hai này cộng là bằng 100 100 cộng 100 là bằng 200. Tiếp tục 121 85 115 469 121 cộng 85 cộng 115 cộng 469 rồi bằng hai này cộng lại ha. Như là 121 này cộng với lại 469 này cộng 85 này cộng 115 này, hai này cộng, hai này cộng bằng 1 cộng 9 10 không nhớ 1. 6 28 19 5 cộng này là 8 với lại 5 5 10 không nhớ 1. 8 2 10 không nhớ 1. 2 rồi, cái này bằng 8 5 với 2 7 7 9 0 nào. Qua bài số 5, trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt, trường tiểu học Thành Công đã quyên góp được là 1.475 quyển vở, trường tiểu học Thắng Lợi là quyên góp được ít hơn trường tiểu học Thành Công là 184 quyển vở. Hỏi cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở? Thì như vậy thì chúng ta muốn có cả hai thì chúng ta phải đi tính cái số quyển vở trường Thắng Lợi. Được. Số quyển vở trường Thắng Lợi góp được là số quyển vở trường Thắng Lợi góp được là 1475 trừ cho 184 bằng 45 trừ 4 cộng 1 17, ta trừ cho 8
là còn 9, 9 trả 1 còn 3, 1. À, cái này nãy là tính nhầm nên ta nhớ bên này tính nhớ qua nữa ha. À, còn 2 phải còn 3. Đây là quyển vở. Rồi tiếp tục chúng ta đi tính là cả hai trường quyên góp được là ta lấy 1 4 7 5 cộng 1 2 9 1 bằng 5, cộng 1 là bằng 6, 7 9 là 16, 6 nhân 1 6 7 2 quyển vừa. Nắp số 2766 quyển vừa. Và hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.